Dạ. Rồi đi tiếp. Chú lên không? Ô. Dặn hai chân con hai. Dặn hai chân con hai nữa, cầm đua hả? Cô cùng ông người nữa. Ô, thôi, trời ơi. Ghê không? À, nó kêu nó cổng ta lên kìa. Rồi. Rồi, ghê rồi, rồi, ok. Ok. Rồi. Tới đây. Ở đây lên tới đây là 5 tỳ. Đây. 5 tỳ ni. 5 tỳ ni viện viên, 5 tỳ ni viên. Đi con. Đây có cái tượng. Ôi cha. Ở đây có một cái tượng Phật rất là lớn. Nơi đây. Rồi lên đây. Lên tới nơi rồi. Rồi đây là tại một nơi thôi. Bây giờ mọi người coi miếng nhật thân đi để tại thêm nơi nữa. Ở đây có những người hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc, họ dẫn đoàn đi nè, đó. Ra sớ là những người nước ngoài, mà đông nhất là người Trung Quốc. Ơi. Đâu? Đây là chánh điện hả? Ok. Động tàn trơn. Cái này chắc hồi xưa Tây Thiên Đại Thánh ở nè. Vô bên trong các bạn thấy rất là mát, bởi vì cái mát này là hơi đá nó tỏ ra. Rồi, hôm nay là mọi người cảm thấy là phê đó đó. Ồ, đây mát thiệt. Rồi, mát không? Đi vào trong này. Mát rồi. Mát rồi. Ở đây thay đồ con giống như ở trong cái này. Rồi. Đi rồi. Rồi, vô bên trong đó là mát. Vô chừng lạc để đi đông mình phe ta đi đi. Xích ra cho mọi người đi. Có anh chàng tay đi nữa. Chút xíu đụng đầu rồi. Cái này cây đa hả? Ủa bả đâu rồi? Rồi vô. Có gì à? Chứ đồ. Nó vô đó mà
Rồi đi. Rồi mời ông. Ồ, giờ ra mát quá. Vô đây là cái lạnh của núi rừng, của lạnh của núi đá. Rồi hướng dẫn viên Trung Quốc. Wow, và cái đồng từ từ. Cái đồng thật là hùng vĩ. Ở đây có một cái tượng bàn tượng Phật. Wow, toàn là người Trung Quốc hết. Đây có một cái bức bậc tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Có ai thắp người thắp nhang đi, tao quay đang quay phim. Thắp nhang đi. Cái nữa hả? Cái nữa. Cái núi mình sao kia được ta? Vậy là họ, người ta gọi là sẽ cho họ đưa Phật vô đây hả ta? Rồi chú Phương ăn lại Phật. Đồng quay lên trên này nè. Đây trên này là đi vào, lên trên này là động trời. Động trời. Cái gì? Động trời. À. Cái động trời. Ở trên này là người ta gọi là động trời. Bên này là tên này gọi là động trời. Ê, à. Hết rồi. Cái sọt cái này, 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 cái rồi ok, con bác kêu nó tạo nó được. Thôi ra. Thôi được rồi. Thế chị không có gì chơi. Chưa, chơi gì, đi tâm quan. Đi chùa. Rồi đi chùa mà đâu phải đi chơi game tụi bay đâu mà. Đấy là đi chùa, con biết không mấy nơi hành động của người ta tu hành ở trong mấy cái hang này rất là nhiều lắm đó. Đi, đây này. Cái gì trên đó? Anh Phương xin đi lên đây nọ xin đi nha. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ làm ăn mà 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 bây giờ mình sẽ làm ăn mà
hàng trên đường chơi. Ở trong đây là cái sắt. Cái gì à? À, con chim, có con chim bên trên rổ kìa. Có gì đâu phải không? Con chim gì á? Ờ, có con chim gì rồi đó. Ok. Thành công, thành công. Thành công, con nè. Thôi, tao mệt quá rồi. Mệt quá thì cũng đi lên, phải đi lên cho con cách đi xuống hết. Dạ, dạ. Vâng. Ô, oh, tôi là tụi Nepal, tụi dân Nepal, Nepal cũng ở đi là dân dân xứ Phật mà. Đa số là người Trung Hoa quá nhiều, người Trung Quốc. Một cái mùa lễ hội ngày này là cái mùa đi thăm tất cả những cái đền đài nơi thờ tự, thì khách du lịch Trung Quốc chiếm đa số, nếu mình đoán không lầm tệ lắm phải 80% là khách Trung Quốc, còn bao nhiêu hả? Thôi video mình tạm thời chấm dứt ở đây nha các bạn.